Zika Audio. Nghe chưa đủ, thấy xem tin. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh YouTube Zika Audio. Hôm nay em làm một cái video thông báo với các bác là hàng bên em vừa về xong với cái sản phẩm đẩy 4 kênh trong công nghệ Class D từ thương hiệu VWood, mã là QM1600. Bằng đây là dòng đẩy là siêu nhẹ, công suất thì cũng khá là lớn. Vâng, em quay sát vào đây ạ. Vâng, em đã bẩy phía trước đây. Đây là cái dòng đẩy mà rất nhiều bác săn đón vì nó rất là nhẹ. Đây, nhấc lên một tay được ạ. Rất là nhẹ. Mà lại còn 4 kênh. Và với cái đẩy này thì có thể chạy được 2 đô la full 330. Và chạy cực kỳ là bền bỉ. Đây là dòng công nghệ mới Class D. Đây ạ, thương hiệu VWood. Vâng, mã là QM1600. Đây là dòng đẩy của công nghệ Mỹ. Rồi thì bên em đã bày sẵn đây một số con mà bên em muốn giới thiệu đến các bác. Đây, hàng nói các bác, đây là hàng mới các bác nhé. Một số con bên em đã bóc ra để test và một số con bên em vẫn còn để nguyên ni lông và vẫn nguyên băng dính của nhà máy đấy ạ. Nguyên băng dính của nhà máy đây, chưa làm gì luôn ạ. Đây là những sản phẩm mới bên em nhập nguyên đa nguyên kiện chuyển từ Trung Quốc về. Còn đây là mặt trước đấy ạ. Mặt trước được kết cấu cái khung thép rất là chắc chắn và được sơn màu đen. Và phía đằng sau đây ạ. Phía đằng sau. Đặc biệt cái dòng này nó không có cổng link sang đẩy khác anh các bác nhé. Đây là đánh trực tiếp luôn ạ. Đây phía đằng sau đây ạ, 4 kênh đây ạ. 4 kênh tín hiệu vào và tín hiệu ra loa đây ạ. Rồi đây là phía đằng sau. Đây là hàng mới các bác nhé. Còn phía sau được làm những cái tấm lưới này để cho nó có hơi mát. Đây, nhìn rất là đẹp. Và một con bên em đã kết nối và bên em đang chạy thử đây ạ. Đang chạy loa ra mà ngày nào bên em cũng test. Được, thì quay trở lại cái sản phẩm đẩy 4 kênh công nghệ Class D WeWood, mã là QM1600 mà bên em đang cắm tín hiệu trực tiếp đây ạ. Và đặc biệt cái này có cái sự nổi trội, đó là tất cả những cái phím ở chế độ chơi chuyển hết ra phía trước và kèm theo cái màn hình hiển thị ở phía giữa. Là các chế độ Sitte, Paranel và Bright, tất cả những cái này là nhà sản xuất đã đưa ra phía trước để cho chúng ta dễ chỉnh các chế độ chơi, nó tiện lợi nhất. Vâng, thì đây là bên em đang đánh 2 đôi đấy ạ, 2 đôi 330. Vâng, công suất con này min của nó là 400W và max của nó là 800W. Thì thấy chơi rất là bền bỉ. Vâng, mà em đang kết nối với lại cái vang cơ lai số WeWood, mã là VSL TF Plus. Đây là toàn bộ dòng công nghệ Mỹ. Và một cái idol TP100. Đây là dòng nâng tiếng mới. Rồi thì em cũng giới thiệu sơ qua những sản phẩm mà bên em đang phối ghép. Và chúng ta quay trở lại cái sản phẩm chính. Đây là một cái đẩy 4 kênh WeWood, mã là QM1600, rất tiện lợi. Rồi bên em đang đánh 2 đô la phía trên đây ạ. Vâng, rất là khỏe. Đây là hàng bên em đã tách ra, bóc ra. Và bên em đây, chính cái hộp này và cái sản phẩm này là bên em bóc ra đây ạ. Để bên em giới thiệu. Cái nội thất bên trong thì cái này bên em cũng có rất là nhiều video quay chi tiết. Đây là em chỉ là một cái video thông báo là cửa hàng bên em đã về. Bác nào muốn sở hữu một cái đẩy là siêu nhẹ và công suất thì cũng rất là khủng và lại tầm tiền để chơi gia đình thì bác hãy để lại số điện thoại trên kênh YouTube Zika Audio. Bên em sẽ cập nhật tin tức liên tục và chia sẻ đến các bác những sản phẩm tốt nhất và giá thành hợp lý nhất. Đặc biệt cái dòng này là công nghệ Class D cho chất âm cực kỳ là sạch, sáng và tiếng bass nó rất là uy lực. Đây là cái dòng công nghệ Class D, công nghệ mới, toàn bộ sử dụng những con chip, những con IC dán rất là chất lượng, hàng công nghệ mới. Vâng, em cho to lên tí ạ, chúng ta cùng trải nghiệm thôi ạ. Toàn bộ là tem của nhà máy hết đi ạ. WeWood QM1600 đi ạ. Hàng nguyên đai nguyên kiện.
Ở bên em cũng có đợt bên em không về được cái dòng này mà rất nhiều bác chờ đợi và săn đón. Thì bác nào còn muốn sở hữu cái dòng đẩy 4 kênh công nghệ Class D Wewood QM1600 thì các bác hãy liên hệ với ZK Audio nhé. Vâng, một lần nữa thì ZK Audio cảm ơn tất cả các bác khách hàng đã theo dõi video. Và cuối cùng thì em chúc tất cả các bác mọi miền Tổ quốc sức khỏe và thành công ạ. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại. Cầm được ạ. Vâng, rất tiện cho việc di chuyển.